Chào các bạn, hôm nay nhà mình sẽ cùng đi vào vườn táo ở gần nhà mình. Táo hôm nay đã vừa độ chín, rất là ngon. Nào, cùng đi nào. Đây, táo chim ăn này các bạn này. Nhiều ong, chim này, táo rụng, từ dày gốc này. Táo đỏ đẹp không? Wow. Nhìn quả này muốn hái quá nhờ. Đây, vườn táo sai chĩu chịt luôn mọi người ạ. Hoa hồng đỏ rất đẹp luôn. Bác nào đã cắn một miếng ở trên quả táo đây? Wow, hồng đẹp quá. Đây, vườn táo. Có rất nhiều loại táo. Cả một chùm rất to. Sai chữ chịt. Nào, cùng đi sâu vào trong vườn táo nha mọi người ơi. Wow. Xài chịu chịt luôn. Hôm nay táo chín ngon quá. Wow, chùm này này mọi người. Nhìn này. Ui. Chùm này ngon quá. Chút nữa quay xong mình sẽ ra hái táo mua mang về. Phải chống lên này. Cây này sai quá, phải chống lên. Wow. Chống cành lên đây này. Wow, thích chưa? Đó, táo sát mặt đất này. Cây này này, người ta phải chống hết lên. Vì là nó sai quá đây mọi người này. Nhìn này, sát là mặt đất này. Đó. Nên là mọi người phải chống hết lên. Lừng lẳng. Wow, thích quá, chỉ muốn có một cái vườn táo như thế này thôi cả nhà. Thật là phê.
Ôi sai quá, sai chữ chịt luôn. Ui à, thích không? Mình muốn có một vườn táo thế này quá.